Chào mọi người, hiện tại bé nhà mình đã được 6 tháng tuổi và mình muốn chia sẻ lại một chút kinh nghiệm của nhà mình liên quan đến việc chăm con nhỏ ở bên Nhật. Mình bắt đầu luôn nhé. Thời điểm thích hợp nhất để sắm đồ cho em bé là trước ngày dự sinh từ 1 đến 2 tháng, tức là từ khoảng tuần 30 đến tuần thứ 31. Đối với người đi làm thì có thể tiến hành sắm đồ cho bé trước một tuần hoặc ngay sau khi bắt đầu kỳ nghỉ sinh và chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ trong tuần thứ 32 là đẹp nhất. Không nên kéo dài đến sát ngày sinh quá, dễ bị gấp gáp dẫn đến mua thừa hoặc thiếu đồ. Nhà mình sắm đồ chủ yếu ở cửa hàng quốc dân Nishimatsuya, hay người Việt mình bên này còn gọi là shop con thỏ, và Akachang Hompo. Nếu gần khu bạn sinh sống có những cửa hàng này thì mình khuyên bạn nên ghé qua, vừa để xem trực tiếp các món đồ về giá cả cũng như chất lượng, vừa tranh thủ vận động ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc, rất tốt cho bà bầu vào những tháng gần sinh. Ngoài ra còn một số món đồ khác mà nhà mình tìm mua và săn sale online trên Rakuten hay Amazon. Với những món đồ mình đã mua online được giới thiệu trong video này, mình sẽ để link ở phần mô tả nhé. Với khăn xô, nhà mình mua 2 túi set 20 cái, tổng là 40 cái như thế này. Bạn có thể dễ dàng mua được ở Akachang Hompo hoặc shop con thỏ. Với số lượng 40 cái và có 3 đến 4 màu khác nhau, mình có thể phân loại theo tùy mục đích sử dụng. Ví dụ như loại để rửa mặt, loại để tắm cho con, và loại dùng chung để lau sữa, lau bình, vân vân. Cùng với tần suất giặt từ 1 đến 2 ngày một lần thì mình thấy số lượng như thế này là thoải mái dùng. Nhà mình dùng chưa bao giờ rơi vào tình trạng thiếu khăn cả. Nhà mình mua 2 cái chăn loại to như thế này và một cái okurumi để tiện thay đổi cho sạch sẽ. Okurumi thực chất là loại dùng để quấn cho bé có phần chóp mũ như thế này này, nhưng mình có thể linh hoạt dùng như chăn mỏng được. Nhà mình có order trên Rakuten một bộ giường ngủ cho bé, có bao gồm nệm cho bé nằm kèm với gối. Khi không dùng thì mình có thể gói gọn lại như thế này, xách theo cũng được, khá là tiện. Tuy nhiên thì bé nhà mình cũng chỉ chịu nằm trên đó được khoảng 2 tuần thôi. Sau đấy thì bé không chịu nằm một mình nữa, thế là nhà mình cho nằm cùng bố mẹ luôn. Bạn nào có nhu cầu dùng cái này thì liên hệ mình phát lại giá rẻ cho nhé. Gối thì nhà mình có mua một cái, cộng thêm một cái ở trong set giường ngủ nữa, tổng là 2 cái, nhưng mà dùng rất ít. Do khi ngủ thì bé nhà mình hay lăn lộn lung tung, lệch khỏi gối nên là phần lớn đều để bé nằm thẳng lên nệm luôn. Khi bé lớn lên một chút khoảng 1-2 tháng ấy, thì nhà mình gập cái chăn mỏng lại cho bé nằm như gối vậy. Quần áo cho bé thì mình cứ ra tiệm sẽ thấy họ bán những set đồ có sẵn như thế này. Họ sẽ ghi trên đó là Shusan Junbi hoặc là Akachan Utame Junbi Hin, tức là những đồ chuẩn bị để chào đón em bé, chuẩn bị sinh đó. Ở bên Nhật này thì quần áo dành cho trẻ họ dùng những từ ngữ mà dễ nhầm lẫn như là Tang Haragi, Naga Haragi, Kombi Haragi hoặc là Doresu Oru, thì mình có thể phân biệt như sau. Tang Haragi là loại áo mặc ngắn mặc như đồ lót, có thể mặc cho bé từ lúc mới lọt lòng. Loại này có chiều dài đến thắt lưng, được cố định bởi dây buộc bên trong và khuy bấm ở bên ngoài. Tang Haragi để có thể phối với nhiều loại đồ mà khác nhau, co giãn tốt nên dùng được rất là lâu. Naga Haragi thì cũng tương tự với Tang Haragi nhưng chỉ khác nhau ở chiều dài. Naga Haragi có chiều dài che phủ hết chân của bé, mặc như váy. Loại này thường được mặc ở bên ngoài Tang Haragi, do không có chốt hay dây buộc ở chân nên là rất hữu ích khi trẻ cần thay tã thường xuyên, rất phù hợp cho trẻ mặc trong tháng. Kombi Haragi thì cũng giống như là Tang Haragi và Naga Haragi, chỉ có điểm khác biệt duy nhất là ở phần chân sẽ có khuy bấm. Khi cài hết khuy vào sẽ giống như quần, giúp cố định chân của bé và bỉm ở đúng vị trí. Loại này thường mặc kết hợp với Tang Haragi. Doresu Oru là loại quần áo để mặc bao trùm bên ngoài Tang Haragi hoặc Naga Haragi, thường dài đến che hết phần mắt cá chân của bé. Phía dưới sẽ có khuy cài cho hai cách mặc, mặc như váy hoặc mặc như quần đều được. Chính vì sự tiện dụng đấy cho nên Doresu Oru sẽ đắt hơn các loại Haragi một chút. Bé nhà mình sinh hồi đầu năm là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm ở Nhật, nên xác định luôn là tháng đầu tiên sẽ không cho bé ra ngoài. Ở trong nhà tuy cũng không lạnh lắm nhưng luôn mặc hai lớp, kết hợp Tang Haragi với Doresu Oru, Kombi Haragi hoặc là Naga Haragi, vừa dễ mặc. Với thời gian này phải thay bỉm cho bé liên tục, ngày bé phải xì xòe từ 8 đến 10 lần nên là cũng tiện lợi hơn. Về bao tay bao chân thì nếu bé nhà bạn cũng sinh mùa lạnh như bé nhà mình thì cũng chỉ cần sắm khoảng 2 đôi thôi, vì ít dùng lắm, đeo vào các bé sẽ bí ra mồ hôi nhiều.
rộng quá thì bé gãi chút là nó tuột luôn à. Chật quá thì lại sợ hằn tay bé. Mình chịu khó cắt móng tay thường xuyên cho bé là được. Còn việc bé cào mặt thì không cần lo lắng quá, do da của các bé sẽ liền nhanh mà không để lại sẹo. Các bác sĩ ở bệnh viện cũng bảo mình như vậy mà cũng đúng là như vậy thật. Về nước giặt đồ, quần áo, khăn khố cũng như là chăn đệm cho bé thì nhà mình mua nước giặt và nước giặt vải Sarasa. Tuy hơi đắt các loại bình thường một chút nhưng loại này mùi dịu nhẹ, rất an toàn cho trẻ nhỏ, không gây kích ứng da. Bổ sung thêm thông tin cho mọi người một chút, đó là nước giặt này là sản phẩm của công ty P&G, hướng đến người tiêu dùng Nhật Bản và chỉ bán tại Nhật Bản thôi. Nên trên bao bì sản phẩm bạn có thể thấy là cũng chỉ ghi Sarasa bằng tiếng Nhật luôn chứ không ghi bằng tiếng Anh như nước giặt Ariel hay là Tide hay là Downy. Với nước giặt Sarasa thì mình có thể giặt chung quần áo của người lớn lẫn trẻ em với nhau, nhưng mà nhà mình vẫn chọn giặt riêng cho an tâm nhé. Miếng lót chống thấm thì nhà mình mua set 2 cái dùng để lót cho bé nằm, phòng trường hợp bị giò bỉm. Khi ấy thì mình chỉ cần giặt riêng miếng chống thấm này là được, đỡ vất vả hơn giặt ga giường, ga đệm. Có nhiều loại với kích thước và hoa văn khác nhau cho mình lựa. Nhìn giá thì có thể bạn sẽ cảm thấy hơi đắt một chút nhưng tin mình đi, rất là nên mua đấy. Bên cạnh miếng chống thấm để lót giường, lót đệm thì nhà mình cũng mua một loại dùng để thay bỉm. Công dụng thì cũng như là bô xơi xít tổ, nhưng mà loại này thì kích thước nhỏ hơn. Mình mua một set 3 cái, một cái để trong phòng ngủ, một cái để ngoài phòng khách, còn một cái để dự bị. Ngoài ra còn có một loại miếng lót thay bỉm là loại dùng một lần này nữa, để mình mang theo dùng mỗi khi ra ngoài chơi. Tuy nhiên thì nhà mình khi đưa bé ra ngoài chơi đều chọn những nơi có phòng thay tã nên là cũng ít khi dùng đến. Về bình sữa thì nhà mình chỉ mua trước một bình sữa loại nhỏ 160ml kèm theo núm size sơ sinh của Pigeon. Không sắm trước nhiều vì còn xem tình hình bé có chịu bình và núm của hãng không nữa. Trong trường hợp bé không chịu thì mình sẽ mua thay đổi sau. Sữa công thức thì nhà mình không mua trước vì sau khi sinh xong ở Nhật thì sẽ phải nằm viện đối với sinh thường ít nhất là 5 ngày và sinh mổ là 7 ngày. Trong thời gian này thì khi viện trông bé giúp mẹ, họ sẽ pha thêm sữa ngoài cho bé. Vậy nên là nhà mình muốn tham khảo xem viện dùng sữa nào. Nếu con hợp thì sẽ mua sữa đó cho bé luôn. Và ở viện thì cho các bé uống sữa thanh Meiji. May mắn thay là bé nhà mình cũng hợp tác nên nhà mình cũng theo đó mà mua thôi. Đi kèm với bình sữa tất nhiên sẽ cần có đồ rửa bình riêng. Nhà mình mua dụng cụ rửa núm ti ở shop con thỏ. Còn riêng cái thanh để rửa bình to ấy thì mình mua ở Daiso, có 110 yên thôi. Vợ mình cũng từng mua thử đồ rửa bình họ bán kèm với cái đồ rửa núm ti ở shop con thỏ. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì sau một thời gian thì cái miếng bông rửa đấy nó cũng sẽ bị tõe ra và hỏng, không khác gì đồ Daiso cả. Tốc độ hỏng có khi còn nhanh hơn. Mà đồ Daiso còn dễ sử dụng, cán nó dài hơn mà mỏng, mình dễ rửa cũng như là tạo bọt hơn, nên là mình vẫn trung thành với Daiso. Cái đồ rửa bình mà shop con thỏ hoặc là Akachang Hompo bán ấy thì nó lại hơi to quá, rất là vướng, vừa khó để dùng khi rửa cũng như là cái chỗ để nó cũng rất là tốn chỗ. Bên cạnh đó thì mình cũng cần có nước rửa bình riêng chứ không dùng xà phòng rửa bát bình thường. Loại này thì mình cũng mua ở shop con thỏ luôn cùng với bình sữa, dùng rất là ok, tiết kiệm. Mỗi lần rửa thì mình chỉ cần ấn nhẹ một cái rồi tạo bọt lên. Thậm chí là trên vỏ bìa sản phẩm họ có ghi là loại nước rửa bình này có thể dùng để rửa rau củ luôn cho nên rất an toàn. Mặc dù nhà mình cũng chưa dùng để làm thế bao giờ cả. Khi nào gần hết thì bạn có thể mua cái lọ để fill vào. Mỗi lọ sẽ đổ được 2 lần, sẽ rẻ hơn so với việc mua cái bình mới. Nhà mình mua loại máy 4 chức năng trong một, bao gồm hâm sữa, gia nhiệt nhanh để giã đông, giữ ấm thức ăn và tiệt trùng của hãng Kokokara, mua trên đặt cái tên. Cho đến thời điểm hiện tại thì nhà mình mới dùng 2 chức năng là hâm sữa và tiệt trùng thôi, nhưng mình thấy khá là ok, phù hợp với nhu cầu của mình. Máy nhỏ gọn, giao diện xinh xắn, dễ dùng, có đèn để dùng ban đêm nữa. Khi lấy sữa ra từ tủ lạnh thì mình chỉ cần cho bình sữa vào máy đổ nước cao hơn mức sữa trong bình rồi chọn nhiệt độ mong muốn là xong. Tất nhiên là mình phải đợi cho đến khi nhiệt độ của máy cũng như là sữa đạt đến nhiệt độ mong muốn của mình, thường là 37 độ C. Lúc đấy thì sữa mới có thể sẵn sàng để cho con uống. Mình cũng không nên đặt nhiệt độ cao quá, ví dụ như khoảng tầm 45 độ trở lên cho đến 50 độ thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sữa. Chức năng tiệt trùng bình sữa thì sau khi rửa bình mình sẽ cho vào máy thêm một lượng nước khoảng 250ml rồi chọn chế độ là xong.
Máy sẽ ra nhiệt nước lên 100 độ rồi bắt đầu xông thêm khoảng 10 phút. Nhược điểm là không có chế độ sấy khô nên sau khi tiệt trùng xong mình sẽ phải lấy ra và lau lại bằng khăn xô sạch. Một điều nữa là nếu số lượng đồ cần tiệt trùng nhiều quá thì sẽ phải chia nhỏ ra làm 2 đến 3 lần như trong video mình đang làm đây. Chỗ tắm thì không có gì đặc biệt, nhà mình mua loại dạng phao ở trên đó cái tên. Cái này bơm bằng tay, rất đơn giản và nhanh gọn. Khi nào không dùng đến thì mình có thể dễ dàng xì hơi tháo ra, lau rửa cũng như là phơi khô sau đó cất đi thôi. Sữa tắm cho bé thì mình đã mua trước một lọ của Pigeon rồi. Thế nhưng mà khi ở bệnh viện thì họ lại cho dùng sữa tắm Ariel Baby. Rồi đến khi ra viện họ lại tặng cho nhà mình một chai, cho nên là mình cũng dùng loại đó luôn. Sau khi tra cứu thử thì mới biết là sản phẩm này khá là hot, đạt giải cho sản phẩm chăm sóc da tốt nhất cho bé năm 2023. Thực tế sử dụng thì rất là ok, bé nhà mình cũng không thấy bị kích ứng gì. Và khi tắm thì mình cũng không tránh khỏi những cái lần mà lỡ quên xà phòng vào mắt bé, nhưng mà vẫn dịu nhẹ. Bé chỉ hoảng một chút thôi, mình dấp khăn ướt lau qua một cái là xong. Ngoài những khăn xô bình thường ấy, thì nhà mình có mua thêm một set 3 cái khăn xô loại to nữa, dùng để khi tắm cho bé. Nếu mà mình tắm cho bé nó kiểu Việt Nam, tức là cuốn chặt khăn rồi là bế trên đùi, sau đó tắm từ từ, từ đầu xuống, thì có lẽ là không cần cái này. Thế nhưng mà nếu mình tắm theo kiểu Nhật ấy, là cứ thả hẳn bé vào bồn tắm rồi cứ thế tắm thôi, thì trước khi thả bé vào bồn mình sẽ làm ấm cái khăn này với nước này, xong rồi là vòng qua bụng với ngực của bé để bé đỡ hoảng hốt, rồi mình mới thả bé xuống nước. Khăn tắm thì mình sẽ cần khoảng từ 2 đến 3 cái để tiện thay đổi. Về khăn tắm thì mình nên mua loại chất mềm và càng to càng tốt vì các bé lớn rất nhanh. Hơn nữa là để lau người thì thừa vẫn tốt hơn là thiếu. Phần dư da thì mình cuốn vào thì khi bế lên thì bé sẽ được ấm hơn nữa. Như nhà mình lỡ mua cái này nó hơi nhỏ một chút. Bây giờ con lớn rồi thì chỉ lau chứ không cuốn trùm kín từ đầu đến chân được nữa. Cũng may là thời tiết vào hè rồi nên là vẫn ok. Bỉm thì mình cứ mua trước một bịch bỉm nhỏ bất kỳ của hãng nào cũng được. Nhưng nhà mình thì cứ mua sẵn một bịch nhỏ của Pamper để dùng thử thôi. Nếu con không hợp thì mình có thể mua loại khác, mình đổi luôn để tránh lãng phí. Tuy nhiên thì khi còn ở trong viện thì họ đã cho dùng loại bỉm Muni trắng. Thì bé nhà mình dùng rất hợp mà sở cũng rất là thích, không bị ham hay khó chịu. Đến khi về nhà thì do đã mua rồi nên nhà mình cũng cho bé dùng thử bỉm Pamper thì cũng thấy ok luôn. Nên là sau đó mình cứ săn sale thôi, cái nào rẻ hơn thì mình mua. Nhà mình mua những cái túi bóng như thế này để đựng bỉm. Mỗi túi có thể đựng từ khoảng đến 6 đến 8 cái bỉm để tránh mùi và có thể vứt vào thùng rác bình thường. Với túi bóng tránh mùi như thế này thì mình thấy không cần thiết phải mua những loại thùng rác xịn sò để mà chặn mùi hay tránh mùi nữa. Cả hai loại trong video được bán là xốp con thỏ, mình đều đã dùng qua rồi. Thì cái loại 80 cái này thì nó cũng không dày hơn loại 100 cái được bao nhiêu. Với cả mình dùng mình thấy cũng không khác nhau mấy, mùi nó cũng không có đâu. Đi cùng với bỉm thì khăn ướt cũng sẽ được dùng rất nhiều. Mỗi lần lau nếu mà bé không đi nặng thì mình dùng khoảng 2 đến 3 cái. Còn đi nặng thì mình cứ nhân 2 nhân 3 lần lên. Cho nên là nhà mình đặt mua cả thùng luôn. Ngoài ra thì mình cũng mua luôn cả cái máy làm ấm khăn ướt như thế này nữa. Rất dễ dùng và tiện dụng, không nick kích, có thể tháo rời ra khỏi ổ cắm. Khăn ấm nóng vừa giúp bé dễ chịu hơn mà mình vệ sinh cũng dễ hơn nữa. Kem bôi trị hăm thì mình cứ hàng Quốc Dân Poly Baby mà mua thôi. Ở bên này thì dường như cứ nhà nào có con nhỏ là sẽ có tiếp thuốc này ở trong nhà. Nhà mình dùng thì thấy rất là hiệu quả, nhanh chóng. Riêng những vết mà côn trùng đốt ấy thì bôi một cái là coi như là mất luôn. Chỉ lưu ý một điều duy nhất là mua online thì sẽ rẻ hơn nhiều so với việc ra những hiệu thuốc như là Sugi, Welcia để mua. Giá bán lẻ chênh nhau đâu đó tầm 400 yên một tuyếp lại. Hơn nữa là những cái tuyếp này bán hiệu thuốc chỉ có dạng là 30g thôi. Do đặc tính ở Nhật là không khí rất là khô, đặc biệt là vào mùa đông, cho nên là việc giữ ẩm cho da bé là cực kỳ quan trọng. Nhà mình dùng baby lotion của Pigeon để bôi body và của Mama & Kids cho phần mặt. Cả hai loại đều được bôi hàng ngày ngay sau khi tắm và sau khi bé đã được lau khô người. Tuy nhiên vào những lúc sinh hoạt bình thường khác, nếu mình thấy da bé khô thì mình vẫn có thể bôi thêm nhé.
Baby Clear Oil thì mình mua của Pigeon, còn tăm bông thì mình mua loại nào cũng được, miễn là đầu nó nhỏ, sạch và dễ vệ sinh là được. Mình dùng kết hợp hai thứ này để vệ sinh rốn, tai và mũi cho bé. Cái tiếp theo tuy nhỏ nhưng mà không kém phần quan trọng, đó là đồ cắt móng tay. Thực ra thì nhà mình lỡ mua nguyên set 3 món gồm kéo, lược với cái đồ hút mũi chạy bằng cơm này. Thế nhưng mà khi mua về thì chỉ có đúng cái kéo là hữu ích thôi. Tóc jean nhà mình thì không dày đến mức phải dùng lược. Hút mũi thì trộm vía thì mới phải hút một lần thôi, nhưng mà nó không hợp tác, cũng khó hút lắm. Nên nếu có mua thì mình nghĩ là mọi người chỉ cần mua cái kéo cắt móng tay là được rồi. Những thứ khác thì khi nào cần thì mình mua sau cũng được. Nhiệt kế cho bé thì mình thấy là dùng loại đo trực tiếp trên cơ thể thì sẽ chính xác nhất. Trong đó có hai loại là đút vào tai hoặc là kẹp vào nách. Thì mình có xem review thì loại đút tai có vẻ không chuẩn. Mỗi lần đo sẽ cho kết quả lệch nhau khá khá. Và tùy bé thì sẽ có thể khó dùng hoặc là thậm chí là không dùng được. Cho nên là nhà mình chọn mua cái loại kẹp nách chính xác và kết quả ra cũng rất là nhanh. Mọi người nhớ mua loại có đầu dẻo dẻo thế này thì sẽ không làm bé khó chịu, dễ đo hơn nhé. Các bác sĩ đều khuyến cáo nhiệt độ phòng cho trẻ tốt nhất là từ 26 đến 28 độ C và độ ẩm là từ 40 đến 60%. Mặc dù khi bật điều hòa ta có thể xét nhiệt độ nhưng đấy không phải là nhiệt độ phòng. Hơn nữa độ ẩm cũng rất khó để nhận biết cụ thể. Nên để chắc chắn thì mình đang tạo được một môi trường lý tưởng cho bé thì nhà mình cũng mua một chiếc nhiệt kế kiêm ẩm kế về để đo. Và để chính xác nhất thì mình nên đặt cạnh khu vực bé nằm nhé. Và mùa đông thì việc bật điều hòa nóng sẽ khiến cho không khí trong phòng trở nên cực kỳ khô. Không chỉ khiến cho trẻ khó chịu mà ngay cả mình là người lớn cũng cảm thấy khô mũi, khô da nữa. Nhà mình mua máy của Sharp kiêm lọc không khí lẫn thao ẩm, rất tiện lợi. Mua về cho nước vào, bật máy lên một cái là mình thấy khác bột hẳn ngay so với lúc chưa có máy luôn. Nếu như nhà bạn cũng sinh em bé vào mùa đông thì lọc không khí có thể không cần thiết, nhưng mà máy thao ẩm thì mình nghĩ là không thể thiếu được đâu. Hơn nữa là vào mùa xuân thì cái máy này thì cũng có thể lọc phấn hoa nữa. Ngoài tất cả những món đồ mình kể trên ra thì nhà mình còn sắm thêm một số thứ khác. Mấy món đồ này thì thuộc dạng optional, tức là nếu có thì tốt nhưng mà không có thì cũng không sao nha. Đầu tiên là nhà mình có mua thêm một cái máy giặt kiêm sấy của Panasonic. Từ lúc dùng cái này thì nhà mình cứ như là được khai phá thế giới mới vậy. Trước kia thì dùng máy giặt thường cho vào giặt xong là phải canh. Bao giờ máy giặt xong là mình phải đi phơi đồ ra ngay, nếu không là nó hôi. Hôm nào mưa thì coi như là không dám giặt luôn. Nhưng mà bây giờ thì chỉ cần cho sẵn nước giặt, nước xả vải vào khay. Sau đó mỗi lần giặt chỉ cần cho quần áo vào, bấm nút là xong. Máy sẽ tự tính toán lượng nước giặt và xả vải tương ứng số quần áo mình cho vào. Nhà mình giặt đồ cho bé đều sấy luôn. Sau đó là khô cong sau một lần sấy, không mất thời gian phơi, cũng không phải lo côn trùng hay là bụi bặm bám vào quần áo bé nữa. Nếu như nhà bạn có điều kiện thì mình rất là recommend là mua cái máy này. Cái thứ hai là robot hút bụi kiêm lau nhà. Thì phần nhiều là nhằm giúp cho chúng ta, những vị phụ huynh là nhiều hơn là giúp cho các bé. Tuy nhiên thì với robot này thì thay vì mình phải đau lưng, bỏ thời gian ra cầm máy hút bụi hay là chổi lau đi khắp nhà thì mình chỉ việc đổ đầy nước rồi lên lịch cho robot chạy. Mỗi tuần chỉ cần bỏ ra khoảng 5 đến 10 phút để vệ sinh robot và thay nước cho nó thôi. Tiết kiệm được nhiều thời gian và sức lực để nghỉ ngơi cũng như là làm những việc khác hoặc là chăm sóc bé. Với hai món đồ kể trên thì nếu mọi người muốn mình review chi tiết hơn thì hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Và cuối cùng thì mình có một vài điều muốn lưu ý nho nhỏ như sau. Thứ nhất là ngoại trừ khăn xô ra thì những cái món mà các shop bày bán theo set từ 3 đến 5 cái ấy, thì mình cũng chỉ cần mua tầm đó là đủ. Vì mình cũng nên giặt đồ của bé thường xuyên với tần suất tối đa là 2 ngày một lần. Không nên để lâu quá, cho nên là cũng không sợ thiếu đồ lắm đâu. Thứ hai là về việc mua cũi cho bé thì bạn nên cân nhắc kỹ. Vì thứ nhất là nhà ở bên Nhật này thường ở diện tích không lớn. Nếu mà nhà bạn rộng thì không sao nhé, thì để vào sẽ khá là vướng. Thứ hai là nếu bé chịu nằm hoài thì không nói rồi, nhưng mà nếu mà bé không chịu thì nhà mình lại có thêm cái giá để đồ. Về lâu dài thì mình còn phải lo cái khâu xử lý nữa, nên là cần cân nhắc kỹ cái này. Và cuối cùng là hầu hết những món đồ liên quan đến vải vóc như quần áo, tất, mũ, chăn ấy, thì nhà mình hầu như là mua hết ở Akachang Hompo. Và mình cũng khuyên mọi người như vậy, tại vì tuy giá nó có đắt hơn ở Nishimatsuya, tức là shop con thỏ một chút,
nhưng mà chất lượng khá hẳn luôn ấy. Và nhà mình dùng máy giặt sấy thường xuyên như vậy mà quần áo của bé chất vẫn rất là ok, khác hẳn với đồ mà mua ở shop con thỏ. Ở shop con thỏ thì mình chỉ nên mua những cái món đồ như là sữa tắm, nước giặt, đồ chơi hay là bình sữa cho bé thôi, tại vì đều là đồ của hãng bên thứ ba, ví dụ như là Pigeon hay Pamper, cho nên là chất lượng của nó sẽ là giống nhau thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này, hy vọng sẽ giúp ích được cho mọi người phần nào đấy. Đừng quên ủng hộ mình ra video đều hơn bằng cách bấm like, comment, chia sẻ với bạn bè, và đặc biệt là bấm theo dõi kênh giúp mình nhé. Little Gozai Master. Đấy, anh gái là sao rồi nhỉ?